Thưa quý vị và các bạn, để tạo điều kiện cho sản phẩm cà phê Mường Ảng có chỗ đứng trên thị trường xuất khẩu, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ và cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng chỉ dẫn địa lý theo chuỗi giá trị gắn với truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng. Huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có hơn 2.100 ha cà phê, sản lượng ước đạt 2.500 tấn, tương đương khoảng 13.000 tấn cà phê tươi, những năm qua, huyện đã có những chính sách hỗ trợ khuyến khích nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu và thúc đẩy liên kết sản xuất. Trong năm 2021, nhà máy chế biến cà phê nhân xuất khẩu đầu tiên trên địa bàn huyện với công suất tối đa 250 tấn một ngày đi vào hoạt động, đã tạo tiền đề vững chắc để người dân yên tâm chuyên canh cây cà phê. Công tác quảng bá giới thiệu sản phẩm cà phê Mường Ảng thì huyện cũng đã sử dụng rất nhiều biện pháp để làm sao quảng bá giới thiệu sâu rộng ra thị trường. Và khi mà đặc biệt là huyện hiện nay là huyện đã uh, báo cáo với Ủy ban tỉnh và được Ủy ban tỉnh đồng ý và giao Sở Khoa công nghệ phối hợp với huyện đã cơ bản hoàn thành xong cái đề án chỉ dẫn địa lý cà phê. Mới đây cà phê Mường Ảng là một trong 21 sản phẩm được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt về việc đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý. Các sản phẩm được đăng ký bảo hộ đợt này gồm cà phê nhân, cà phê hạt giang, cà phê bột, chè xanh và chè phổ nhĩ sống. Để được cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý các sản phẩm này, cần phải đáp ứng được những tiêu chí về cảm quan chất lượng. Sản phẩm cà phê đi, thì cái tiêu chí thì trong đấy có tiêu chí về về cảm quan. Cảm quan thì nó có gồm như là về ngoại hình, hương vị. Thì cái này thì bên viện Thổ Nhân Hòa cũng đã thành lập cái hội đồng thử lếm tiếp theo là về cái tiêu chí về chất lượng như kiểu đối với cà phê thì có thể là hàm các cái hàm lượng caffeine cho tổng số rồi những cái hàm lượng này thì mà nó nó đạt được những cái tiêu chí và có sự khác biệt so với các cái vùng khác đấy thì nó sẽ đạt đầy đảm bảo đầy đủ các cái tiêu chí để được cấp chỉ dẫn địa lý Cùng với việc hoàn thiện các tiêu chí để được cấp chỉ dẫn địa lý, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên đang tập trung vào việc giới thiệu quảng bá sản phẩm trên sàn giao dịch điện tử qua các kênh hội trợ thương mại để đưa sản phẩm cà phê Mường Ảng vươn xa trên thị trường trong nước và quốc tế.